thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 31 tháng 7 năm 2024. Kospi tăng 1,19% và cót đóng cửa với mức giảm 0,08%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. Samsung Electronics dự đoán sự phục hồi hiệu suất toàn diện khi kiếm được hơn 6.000 tỷ won từ hoạt động kinh doanh chất bán dẫn trong quý 2. Sự cải thiện hiệu suất dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa cuối năm nhờ việc mở rộng nguồn cung SBM, bộ nhớ băng thông cao và giá bộ nhớ tăng cao. Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics trong quý 2 năm nay tăng 23,44% và 1.462,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 31, Samsung công bố ghi nhận 10,4439 nghìn tỷ won. Đây là mức tăng lần lượt là 2,99% và 58,10% so với quý trước. Đây là lần đầu tiên trong 7 quý kể từ quý 3 năm 2022, 10,852 nghìn tỷ won. Lợi nhuận hoạt động hàng quý của Samsung Electronics vượt quá 10.000 tỷ won doanh thu cũng ghi nhận 70.000 tỷ won trong hai quý liên tiếp. BHI ngày 31 công bố đã ký hợp đồng cung cấp đồi hơi thu hồi nhiệt HRSG cho các nhà máy điện chu trình hỗn hợp trị giá khoảng 274 tỷ won với Toshiba Plant Systems và Service của Nhật Bản thông qua một thông báo công khai. Kết quả là BHI đã đạt được 394 tỷ won tích lũy đơn đặt hàng mới từ Nhật Bản trong năm nay. Trên cơ sở toàn cầu, số lượng đơn đặt hàng mới lên tới khoảng 750 tỷ won trong năm nay. Samsung Electro Mercanix công bố vào ngày 31 rằng họ đã ghi nhận doanh thu 2.580,1 tỷ won và lợi nhuận hoạt động là 208,1 tỷ won trên cơ sở hợp nhất trong quý 2. Mặc dù nguồn cung của một số sản phẩm giảm do trái mùa nhưng doanh thu và lợi nhuận hoạt động vẫn tăng lần lượt 16,2% và 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh số bán các sản phẩm có giá trị gia tăng cao tăng theo bộ phận kinh doanh. Bộ phận linh kiện tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức doanh thu được ghi nhận là 1,1603 nghìn tỷ won. Nhóm nhạc nữ di idol của Cooper Entertainment đã khởi đầu ôn kim bảng xếp hạng với các khúc chủ đề Clexon trong mini album thứ bảy "Isway" trên Cuba. Theo Cooper Entertainment, Clexon là các khúc nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng thời gian thực và ngày của các chợ âm nhạc lớn trong nước ngay sau khi phát hành vào ngày 8 và duy trì thứ hạng cao, thậm chí còn trở nên phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Hungu Petroleum, một cổ phiếu liên quan đến dầu mỏ, đạt mức giới hạn trên khi có thông tin email Haniel, lãnh đạo cấp cao của văn phòng chính trị của phe vũ trang Palestine Hamas đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở Tehran, thủ đô của Iran. Theo sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc vào ngày 31, giá của Hungu Petroleum đã giảm so với ngày giao dịch trước đó vào ngày 31. Nó đang giao dịch ở mức 17.400 won, tăng 4.010 won, 29,95%. Theo dõi Bắc Kít VN để cập nhật tin tức tài chính Hàn Quốc.